Reise. Cái này của nhà nước nè. Soap, yeah. Oh, wow. It's water. Cái này của nhà nước nha. Đạp liên tục đi. Hồi xưa đó là có cái nhấn nhấn liên tục thơm thôi. Đạp lên cái nhiều ruộng ngọt phục bóng. Hồi đó, chút tiện nào nó cũng có thay cho cái này nữa. Bây giờ tiền nó hết rồi nhưng nhà nước giờ phải trước mỗi tiền là phải để cái này để cho người ta sử dụng thêm. Ủa, tốt. Vệ sinh sạch sẽ. Great idea. It is, and with them touching everything. Especially him. Over there they have one. I thought it was hand sanitizer. Yes, there's no more. Okay, vậy là bây giờ đỡ phải lo cái vụ mà nước rửa tay nữa rồi. À, mốt mà lỡ mà mình kẹt của mình không có thì mình đi đâu mình xách theo một bình nước với lại chai xà bông cũng giống vậy. À. Đi ra ngoài bồn bông đứng rửa. Ừ. Okay, great idea. Good.